Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn hôm nay sẽ tiếp tục tìm hiểu 10 vạn câu hỏi vì sao liên quan đến động vật các bạn nhé. À, câu hỏi chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu đó là tại sao khỉ đột lại đấm vào ngực mình? À, các bạn khỉ đột hay có hành động là gì? Đấm vào ngực mình như vậy đúng không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem vì sao nha. Chú ơi, chúng ta đang làm gì thế? Bài tập nghỉ hè của Thao liên quan đến loài khỉ đột. Chúng ta sẽ ở đây để quan sát chúng. Và đến rồi kia, chúng là một gia đình đấy. À, đây chính là gia đình khỉ đột. Rồi đột nhiên khỉ đột đấm vào ngực của mình. Chạy mau, khỉ đột nổi giận rồi. Ai bảo nó nổi giận? Sao tự nhiên nó lại đấm vào ngực mình như vậy ạ? Khỉ đột đấm vào ngực mình có nhiều hàm ý lắm. À, vậy chúng ta cùng xem nha. Khỉ đột là loài động vật linh trưởng thông minh. Chúng có cách thức giao tiếp độc đáo, ví dụ như kêu, đương nhiên còn kèm theo cả động tác đấm vào ngực mình nữa. Đôi khi khỉ đột sẽ đấm ngực khi có đồng loại gia nhập bầy đàn của mình. Đây là nghi thức chào đón của chúng, dùng tay đấm vào ngực mình để thể hiện tình hữu hảo giữa chúng. À, như vậy là gì? Các bạn đấy chào đón thành viên mới cũng bằng cách là đấm vào ngực mình ấy. Những con khỉ đột được cao tuổi hoặc có địa vị đặc biệt thích đấm vào ngực. Chúng làm như vậy là để tuyên bố tầm quan trọng của bản thân, củng cố địa vị của mình trong bầy đàn. À, hóa ra là như vậy à. Rồi, khi có con khỉ đột khác uy hiếp bản thân, khỉ đột cũng sẽ đấm ngực thể hiện sức mạnh của mình và cảnh cáo đối phương. Những con khỉ đột được trẻ đấm ngực để thể hiện tình yêu, thu hút sự chú ý của khỉ đột cái. À, như vậy là cái đấm ngực của khỉ đột có nhiều hàm ý không? Có rất nhiều hàm ý đúng không? Vừa là để hoan nghênh chào đón, thể hiện tình hữu hảo này, vừa là để gì? Thể hiện vị trí của mình. À, rồi vừa để gì đây? Khẳng định sức mạnh hoặc là thể hiện tình yêu nữa đấy. Như vậy là các bạn hiểu vì sao khỉ đột lại đấm vào ngực mình chưa? Có phải nó tức giận mới đấm không nhỉ? À, không phải đâu. Như vậy là mình hôm nay mình cùng các bạn đã làm gì nhỉ? Cùng nhau tìm hiểu được xem tại sao mà loài khỉ đột thích đấm vào ngực rồi đấy. Hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình để cùng mình trong để cùng gặp mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.